Ok, thì xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Phong đây. Hôm nay là thứ 7 và cũng sẽ là tập số 7 của tựa game Nhà hàng của các bạn nhé. Rồi ok, thì hiện tại thì trời đang mưa rất là to các bạn ạ. Mình ở Hà Nội và mưa suốt từ sáng hôm qua đến bây giờ rồi. Sáng nay thì có thỉnh thoảng nó cứ ngớt được một tí, xong nó lại mưa tiếp, thành ra là mình có muốn ra ngoài cũng chả làm gì được. Rồi, thì chúng ta lại tiếp tục quay video cho anh em xem thôi. Ok, mình không biết các bạn chỗ các bạn có mưa không, thì các bạn hãy comment phía dưới nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ quay trở lại tựa game này nào. Tập trước thì chúng ta đã nói chuyện với hai người, đó chính là kẻ bám đuôi và kẻ lừa đảo. Bây giờ thì chú Gấu sẽ bắt chuyện với kẻ độc tài các bạn ạ. Chính là cái người đàn ông trung niên mặc bộ quân phục cái này. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt chuyện để xem khám phá được những điều gì mới từ cái ông chú này nhá. Hello. Người muốn biết về ta sao? Ta là người lãnh đạo một quốc gia. Ta là trung tâm của toàn bộ dân chúng. Nghe thì có vẻ xịn đấy, nhưng mà đến địa ngục thì chắc chắn là không rồi các bạn. Cho nên là phải có lý do nào đấy mà có thể là cách làm quá tàn bạo chăng? Xử ép cấp dưới quân lính với lại là giết dân vô tội vạ. Hỏi về lý do chết. Ta đã chết vì bị bắn tỉa. Hợp lý. Khi ta đang phát biểu trước hội nghị toàn dân, hoàn toàn không có cơ hội cho lính bắn tỉa trà trộn vào. Hả? Chắc hẳn là có kẻ phản bội. Ta hoàn toàn thất vọng. Ông đã giết bao nhiêu người rồi? Giết bao nhiêu người sao? Ta chưa từng giết ai bằng đôi tay của mình cả. Để lấp đầy tham vọng của ta, vài sự hy sinh là xứng đáng để đổi lấy những thứ tốt đẹp hơn. Trang phục của ông thật tuyệt. Ha ha ha, thật chứ? Ta sẽ cho ngươi tham gia lực lượng của ta. Thôi cảm ơn. Em làm chủ quán nhà hàng được rồi anh ạ. Anh cứ tiếp tục công việc lãnh đạo của mình đi, ở dưới địa ngục nhá, chúc vui vẻ. Ông có gia đình không? Gia đình chỉ giống như nơi giải khuây với người như ta thôi. Ta đã hy sinh mọi thứ để đạt được tham vọng rồi. Lại thêm một người đàn ông đặt nặng công việc lên trên gia đình các bạn ạ. Cũng không phải là không phổ biến. Rồi, ta đã nói quá đủ với người rồi. Tốt hơn nên nghe lời ta. Nếu người biết ta là ai, có một sát thủ trên con tàu này. Đấy, có gì đấy thật hấp dẫn rồi đấy các bạn ơi. Hạ hắn đi. Sao lại là tôi? Đây là mệnh lệnh, làm nó đi. Ok nhá. Như vậy là chúng ta đã biết được là có một sát thủ trên tàu này các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn không biết là ai cả. Thôi bây giờ chúng ta quay lại nói chuyện với cô bé nào. Chưa xong à? Ngươi còn chờ gì nữa? Giết hắn đi. Mình giết người á? Em mình còn chẳng có vũ khí gì. Nhưng mà thực ra thì với cái sức mạnh của chú gấu thì đấm phát là chắc tên kia nó cũng ngất luôn rồi các bạn ạ. Còn chết hay không thì mình không biết. Rồi, nhưng mà chúng ta đã biết được là có sát thủ trên tàu này nhá. Để xem nào. Có phải thằng cha này không? Thằng cha mà cứ nhìn chằm chằm vào tường này. Hello. Không phải. Ok. Rồi ok. Chúng ta đã biết được là có sát thủ trên tàu này. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm. Ok, sát thủ à? Thằng cha kẻ bám đuôi kia thì chắc không phải đâu. Hay là cái ông chú đen ngòm này? Anh muốn gì? Tôi ở đây để giết anh à? Thế chứ. Anh không có gì để nói nữa à? Mình buộc phải giết ông này à? Thôi thử xem nào. Tôi ở đây để giết anh. Giết làm sao được? Những cái tay mà còn không có rõ mặt mũi quần áo trang phục như thế nào thì rất là những kẻ rất là nguy hiểm các bạn ạ. Anh ở đây để giết tôi sao? Có bao giờ mà tự dưng có một thằng đứng trước mặt bạn xong mà tôi sẽ giết bạn không? Nghe cũng hơi khó tin đúng không? Rồi ok, cười rồi. Anh vừa nói giết tôi, vậy tôi là một sát thủ à?
thật là một cái tốt bụng ngây thơ. Bình thường nó phải ám sát này, hay là đột kích từ phía sau này, hay đại loại cái gì đấy nó tạo sự bất ngờ. Đây là đứng trước thẳng mặt luôn, tay cũng chả có cái vũ khí gì luôn, bảo là tôi sẽ giết bạn. Ok, hợp lý đấy. Đấy đấy, cho nên thấy là chú gấu không hợp với những kẻ với, quên nhầm, với những cái việc như này các bạn ạ. Thôi, cái đôi tay của chú gấu thì nên để dùng chảo, dùng nồi các kiểu để nấu ăn thì tốt hơn. Không nên để chém giết, mặc dù với sức mạnh của chú gấu thì các bạn biết rồi đấy. Chú ơi, anh làm tôi buồn cười lắm luôn đấy. Phải rồi, tôi từng lấy đi rất nhiều sinh mệnh khi còn sống, nhưng mà từ giờ thì không, nó cũng không vui vẻ gì. Thực ra mình không biết có nên tin hay không, mà cứ nói chuyện tiếp nhé. Chà, bất cứ ai cố gắng giết tôi, xin hãy nói với họ rằng tôi đã rửa tay gác kiếm rồi. Liệu kẻ độc tài kia có chấp nhận với cái yêu cầu, với cái lời nói này không? Gì chứ, hắn bỏ giết chóc rồi sao? Người tin à? Đồ ngu ngốc, đúng là không thể cứu được lũ ngu dốt. Cút đi, ta sẽ tìm người khác. Đấy, biết ngay mà nhỉ. Tin làm sao được các bạn. Thôi, rồi, quay trở lại nào. Rồi, ok. Ta đã khám phá được thêm hai thân phận mới các bạn ạ. Kẻ độc tài và sát thủ trong này. Tôi hiểu rồi. Ông ta đầy lòng tự cao. Thực ra là đối với cái địa vị của ông này thì có tí tự cao thì nó cũng không phải gì to tát các bạn ạ. Chỉ có là quá kiêu ngạo thôi thì phải nhận đến cái kết cục đấy. Đấy chính là không biết rằng là trong quân đội của mình có kẻ phản bội đây. Ok, cảm ơn nhá. Anh có thể nói chuyện với tiến sĩ điên tiếp không? Ông ta trông khá điên. Gặp mặt chú gấu xong đòi mổ xẻ chú gấu ra mà. Thôi được rồi, nể cô lắm mà giúp ấy. Nào, hello tiến sĩ điên. Tán nhảm mà. Ta lại thích phanh hộp sọ của anh ra rồi gắn các tấm điện cực để đọc suy nghĩ từ não anh cơ. Tiếc là ta không mang bất kỳ dụng cụ nào ở bên người. Ok, đúng là điên thật. Hỏi về lý do chết. Ta đã không để ý tới sự phát triển của đứa trẻ của ta. Nó phát triển lớn tới nỗi làm vỡ lồng chứa và tràn ra ngoài. Đứa trẻ của ta đã đủ mạnh để chống lại phóng xạ. Nếu được thì ta đã có thể đưa nó thành thứ mạnh hơn nhiều rồi. Nó có thể đã trở thành món vũ khí sinh học mạnh nhất trên thế giới. Đấy, cuối cùng là cái đứa trẻ đấy nó thoát ra sau cái vô vàn thí nghiệm và giết lão tiến sĩ điên này các bạn ạ. Tội lỗi của ông là gì? Tội? Tội gì chứ? Đặc điểm chung của tất cả những cái mọi người trên tàu này đều chính là không bao giờ nhận lỗi về phía mình cả. Đây cũng là một phần mà khiến cho tại sao những cái người ở đây đều đang xuống địa ngục là vì thế. Các nhà khoa học không có tội, chỉ có trí tò mò thuần túy. Đó là sự theo đuổi sự thật. Tội lỗi là dành cho những người không cố gắng đi tìm sự thật. Nói chung là ai cũng có cái lập luận riêng của mình các bạn ạ. Còn người khác chấp nhận hay không thì những cái người trong này là kệ, không quan tâm. Ông là một tiến sĩ sao? Thì tất nhiên, người ta đã nói thế rồi. Tiến sĩ, chà, cũng giống vậy đấy. Một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thể à? Ta thậm chí còn không có một mẫu hài cốt người, một mẫu hài cốt người. Hẳn là y chúa đã khiến một cuộc chiến đột ngột nổ ra và ta đã có thêm rất nhiều mẫu vật mới. Sao ông lại điên loạn như vậy? Anh nghĩ ta điên sao? Không phải như vậy đâu, ta chỉ đầy sự tò mò thôi. Ta nuôi những tên tử tù để dùng làm chuột thí nghiệm. Vì vậy, ta đã làm thí nghiệm trên người với những thí nghiệm trong tương tự trên động vật. Thật tuyệt liệu, kết quả đã thành công một cách tuyệt vời. Ê, sao lại có y tá ở đây này? Xin lỗi. Một quý cô sao?
Có vẻ cô là một y tá. Cô có mang theo dụng cụ phẫu thuật nào không? Tôi muốn mổ xẻ hộp sọ của anh Gấu đây. Ông đang nói cái gì vậy? Nếu ông làm vậy, ông sẽ giết anh ta mất. Ha ha, đừng lo. Tất cả chúng ta đều đã chết mà. Chà, tiện hỏi luôn, có vẻ như cô cũng đã từng giết rất nhiều nhỉ? Tôi có thể nói vậy chỉ qua ánh mắt của cô. Wow, tiến sĩ Điên nhưng mà cũng rất giỏi à. Nhận xét một con người ở đấy qua ánh mắt à? Tôi không chịu được khi nhìn họ đau đớn. Hehehe. Ôi, tôi hóa ra là không thể nhìn được họ chịu đau đớn nếu cùng giết luôn à? Wow, không hiểu suy nghĩ kiểu gì luôn các bạn ạ. Yeah. Thực ra thì nó có một cái câu là sống không bằng chết ấy. Và cái cụ y tá này chắc là đang nghĩ cái câu đấy nó áp dụng được với tất cả mọi người các bạn ạ. Bảo sao? Nỗi đau, biểu hiện đặc biệt nhất của sự sống. Tôi không viền việc tái tạo cơ thể cô khi cắt ra từng phần và khâu lại đâu. Đủ rồi. Tự dưng nghe đây xong rồi quên về. Chả hiểu cái tác dụng gì nhá. Thử lỡ cho ta, nói chuyện với người không cùng đẳng cấp hơi khó đối với ta. Đừng lo, ta sẽ chạm vào não anh một khi tìm thấy đồ thôi. Hè hè hè. Rồi ok, xong rồi nha. Ơ sặc các bạn ạ. Tôi hiểu rồi. Chết tiệt, hắn quá điên. Cảm ơn nhá. Anh có thể nói chuyện với Giang Hồ tiếp không? Anh ta là một thanh niên giang hồ với kính râm. Yeah, chính là sau cánh cửa này các bạn. Đang đứng úp mặt vào tường ấy. Ok, hello. À, giao dịch gì đây các bạn ơi? Tại sao chú bé lại nói chuyện với tên giang hồ này? Hử? Bắt gặp. Này, sao thế quái nào mày lại vào tao đấy à? Thằng ấy đã đứng úp mặt vào trong góc rồi mà tại sao thằng bé này lại chạy đâm vào thằng này được nhỉ? Vô lý thật sự. Có phải thằng này đang trên cái đoạn đường mà nhiều người đi lại đâu, đang úp mặt vào một góc rồi. Thế mà thằng bé vẫn đâm vào được ạ. Vô lý. Tôi xin lỗi, tôi không chú ý nhìn đường. Ngừng nói dối đi nhóc con. Tao biết mày vừa cố móc túi tao đấy. À ok, hóa ra đây là lý do các bạn ạ. Yeah. Trời ơi, mỗi người mang một tội lỗi khác nhau. Tôi sẽ không làm vậy nữa. Tôi nói thật mà. Chà chà, có vẻ như tao nên dạy dỗ lại mày một chút. Cơm sườn thì sao nhỉ? Chắc là gãy xương sườn đúng không? Không, không, dừng lại đi. Làm ơn, đừng đánh tôi. Làm ơn. Hử? Hey, đừng có nhìn tôi kiểu đó. Chúng tôi đang chơi thôi. Phải không nhóc? Chà, tôi cần đi vệ sinh một chút nên... Tránh ra, anh đang chắn đường đấy. Cảm ơn ngài Gấu. Nói chuyện với Giang Hồ thì lại không nói chuyện được, cuối cùng là nói chuyện với kẻ móc túi à? Nhóc đó cố trộm đồ phải không? Cháu chỉ va vào anh ta. Cháu không cố ăn trộm gì cả. Cháu thề đấy. Khiếp, y như cái thằng sát thủ màu đen các bạn nhỉ. Cũng thề đấy. Thề là không giết người nữa, rửa tay gác kiếm rồi. Đấy, nhưng mà tất nhiên là trong cái toa tàu này thì không nên tin bất cứ một ai cả các bạn ạ. Cẩn thận với mấy gã ác ôn đấy. Cháu biết, cháu đã quá lạc quan. Cháu nghĩ mọi việc sẽ được tha thứ chỉ vì cháu là một đứa trẻ. Úi giời ơi. Cha mẹ nhóc đâu? Cháu không còn ai cả. Cháu đã bị bỏ rơi. Cháu đã cô đơn từ khi mới lọt lòng rồi. Nhóc biết gì về hắn không? Cháu không biết.
Nhưng có vẻ anh ta là loại người giống với người đàn ông đã đánh chó tới chết. À, ok. Họ thích hành hạ những người yếu đuối hơn. Giang hồ mà, kìa. Cứ lựa mấy cái thanh niên nào mà dễ bắt nạt, vẫn lại dễ đánh đập thì cứ thế mà lao vào để hành hạ thôi. Yeah. Chứ những cái người to con, người khỏe khỏe mạnh ấy, thì còn lâu mới dám động vào các bạn ạ. Trừ khi có đồ. Yeah. Vũ khí kèm theo thì nó là câu chuyện khác. Chứ tay không thì gặp một thằng nó to gấp đôi mình thì đố luôn. À xem nào. À, cháu đi đây. À, ok, đi nhá. Đừng có mà móc túi thằng kia đấy, không cứu nữa đâu. Ok. Ủa? Cái mình không nói chuyện được với giang hồ mà mình nói với kẻ móc túi mà nó cũng xong được câu chuyện à? Ok. Tôi hiểu rồi. Hắn ta chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cảm ơn nhá. Tôi nghĩ tôi sẽ nghiên cứu nốt các hành khách còn lại. Nhưng mà tôi nghĩ thế này là đã đủ rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Ừ thì cũng còn ai đâu các bạn. Yeah. Những người trong phòng này xong rồi những người trong phòng kia thì mình cũng nói chuyện hết rồi ở đâu đúng không? Oh, anh đang buồn ngủ sao? Này. Ngay gấu. Ủa, ngủ luôn để ngục tại chỗ à? Ôi giời ơi chú gấu ơi, đừng có ngủ tại chỗ này khiếp. Oh, mình đã ngủ sao? Bên ngoài thật tối. Mọi người về phòng hết rồi đúng không? Thôi mình cũng về phòng thôi. Yeah, ngủ thôi. Chiếc giường này rất mềm mại. Ơ kìa. Ơ, thế không ngủ nữa à? Mọi người đi đâu hết rồi? Hay là xuống hết tàu rồi còn mỗi mình thôi? Hello. Ơ, đâu rồi? Ơ. À đủ. Bố yêu, tới đây xem này. Đại dương kìa. Ờ. Ui, tối mom này. Điện ngay mà rồi lại ảo giác rồi. Ờ. Bố, con muốn một chú mèo. Chú mèo con như vậy này. Ờ, cuối cùng là không cần phải con mèo đâu mà chính con biến thành con mèo đấy. Yeah. Ở kia mọi người đâu rồi? Con không muốn đến trường. Nào, phòng động cơ. Đây rồi, chúng ta cuối cùng đưa vào được phòng động cơ. Cái gì đây? Hello. Con đau quá. Bố ơi, ta chưa bao giờ ra biển. Con muốn một chú mèo con. Con muốn được sống. Tại sao? Tại sao con phải chết? Ơ thì trượt tay ngã xuống thì chết thôi chứ phải tại bố đâu. Ơ kìa. Thực ra thì cũng tại một phần đấy, nhưng mà cái lúc cái hoàn cảnh chết của cô bé này nó không liên quan gì ông bố cả. Thôi được rồi. Bố ơi, điều đó không công bằng. Thật không công bằng. Bố cũng nghĩ vậy nhỉ, bố yêu. Ừ thì con nói phải đi. Đúng chứ. Hắn. Giết hắn. Hắn đáng phải chết. Hắn là ai? Con quỷ á? Úi dồi ôi. Thôi chết rồi. Biết thế nãy mình chọn 3 chấm các bạn ạ. Chứ bây giờ đừng bảo là chú gấu đi giết người nào đấy trong này nhá. Bạn đã nhận được một khẩu súng. Bạn đã nghe thấy gì đó từ xa. Ấy trời ơi. Ôi trời ơi. Xem nào. Có súng rồi. Nào. Thằng nào xuất hiện nào. Nào. Ra ngoài. Lên. Đi rồi. Sụt sùi. Khóc à. À chú bé ở đây. Hay là thôi giả khóc ngay đi. Nghi vấn đấy. Cháu ổn chứ? À, cháu không muốn xuống đó. Cháu không làm gì xấu cả.
biết ngay mà. Này, thứ quý giá của ông, con gái quý giá, ông cảm thấy thế nào về cái chết của nó? Ta rất đau lòng. Ông rất buồn phải không? Tôi biết chứ. Sau đó tôi đoán là tôi đã làm gì xấu chăng? Nói về con gái của ông, ý tôi là bọn tôi chỉ chơi với nó thôi. Mà ông biết đấy, cho khóa trái cửa thật là vui. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Đây chính là cái một trong số 2-3 thằng nhóc mà đã nhốt nhốt cô bé lại trên tầng thượng các bạn. Khóa cửa lại ấy. Đấy, khiến cô bé phải trèo ống nước xuống ấy, nhưng mà trượt tay ấy. Đấy, đây là một trong những cái thằng ấy này. Nhưng mà tôi không thể tin là nó đã nhảy. Ai lại làm thật phải không? Nó như trò đùa vậy. Súng mày. Ông điên tiết rồi sao? Chà, đó là gì thế? Ông đang cầm súng sao? Ông sẽ bắn tôi ư? Đó không phải là lỗi của tôi. Cô ta tự nhảy xuống, đó không phải là lỗi của tôi. Bây giờ mình bắn một phát là chắc chắn các bạn biết điều gì không? Mình sẽ xuống địa ngục. Xua kèo. Bởi vì cả đời này chú gấu có bao giờ giết ai đâu. Mà nãy lại bị đứa, không biết có phải con gái không hay là bóng ma hay gì đấy, nó giả mạo các bạn ạ. Tôi do dự đi. Do dự. Đấy. Thật chán làm sao. Ông phải chết. Độ phộng rồi. Thôi xong. Thôi xong rồi các bạn ơi. Mình không bắn nó bắn à. Rồi ok. Rất là một giấc mơ thôi. May quá mình không bắn. Mình tưởng mà tự dưng chết thế thật thì không biết nói gì nữa luôn. Mình đang ở đâu? Lại về phòng à? Hay là vào phòng động cơ? À, không vào được. Mình không biết cái cửa này là cửa gì các bạn nhé. Ngủ à? Không ngủ được. Thôi. Chả biết mọi người đâu hết rồi các bạn ạ. Những cái người trong phòng kia bị mất, bây giờ còn mỗi 3 người trong phòng này thôi các bạn ơi. Kỳ lạ nhỉ. Thôi được rồi, nói chuyện tiếp nào. Hello. Đứng im. Đứng im thế nào thằng nhóc. Vài người họ đã biến mất. Đúng rồi đấy, biến mất cả một căn phòng luôn. Tôi sẽ có cơ hội thứ hai chứ. Ai biết. Cô ấy vẫn đang cầu nguyện. Ok. Lên nào. Ấy già ơi. Ấy già ơi. Những người có tội là sẽ bị cô gái này xử hả các bạn? Tha cho tôi. Tôi có thể thay đổi. Tôi hứa mà. Không, anh không thể. Tôi đã cho anh cơ hội. Hey, ngài gấu. Người đàn ông này, hắn là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con gái anh. Ủa, thật à? Thằng này là ai? Hắn là một tên rắc rưởi chính gốc. Sau bao năm hắn vẫn không thay đổi. Hắn đã trở thành đống cặn bã khổng lồ. Đừng bảo với mình đây chính là cái thằng nhóc khóa trái cửa các bạn nhé. Xong bây giờ nó lớn lên thành giang hồ các bạn nhé. Có khi thế thật đấy. Chúng ta cùng tiếp tục xem. Nhặt lấy nó đi. Nào, đừng lo. Anh đã đạt bài khảo nghiệm. Làm bất cứ gì anh muốn. Tôi không thể làm vậy. Anh quá ngây thơ. Dừng lại đi. Rồi xong. Bye bye. Kết thúc rồi. Xin lỗi vì đã thử anh. Phân lọc những linh hồn là công việc của tôi. Biết ngay mà các bạn. Mình nói ngay từ đầu rồi mà. Đây chắc là con quái của quỷ hay là cái gì đấy. Ây trời ơi, nhìn hai cái sừng màu đỏ trên đầu đi. Nó có phải là người đâu. Mà mình chắc chắn với các bạn là mình còn không gặp cái cô gái này khi ở trạm ga, ở địa ngục nữa các bạn. Anh có câu hỏi chứ. Chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta? Tôi
tôi đã gửi linh hồn hắn tới hư không cùng với những linh hồn vô vọng khác. Tức là chắc là những cái người trong phòng ấy các bạn. Kẻ độc tài, kẻ bám đuôi, kẻ lừa đảo, tiến sĩ điên. Đấy, ok, có những người phòng còn lại thì chưa thấy có vấn đề gì. Anh có câu hỏi chứ? Phân lọc. Tôi sàng lọc những linh hồn vô vọng. Những linh hồn sâu đó sẽ không được bước vào vòng luân hồi. Ok, cô là ai? Tôi là quỷ. Anh có thể gọi tôi là kẻ gác địa ngục cũng được. Ta đã ở đây lâu rồi. Đi xuống chứ. Ok. Yeah, may quá. Mình bắn là mình cũng sẽ tạch luôn đấy các bạn. Ôi trời ơi, may quá. Rồi, vậy là chúng ta còn 3 người. Một hành trình có tổng cộng là có bao nhiêu người nhỉ? 5 người đã chết này, à đâu? 6 người đã chết này các bạn này. Ừ, 6 người đã chết, còn 3 người thôi. Ok. Anh sẽ không thấy họ lần nữa đâu. Có lẽ anh nên nói tạm biệt chứ. Ok thì chào tạm biệt thôi. Cháu chưa bao giờ được đón tuổi thứ 10. Cháu đi tái sinh để được sống hạnh phúc hơn đây. Bye bye. Nhớ lần sau đừng ăn trộm nữa nhỉ. Ôi giời đất ơi. Xuống địa ngục đã biết là không phải tốt lành gì rồi. Nhớ đấy. Đấy, còn ông chú da đen này rửa tay gác kiếm thật sự đi nhá. Lần tiếp theo sống thì cố gắng mà làm lại cuộc đời, đừng đi làm sát thủ đấy. Ok chưa? Sự đau đớn ở địa ngục không người tưởng được. Tôi sẽ được tái sinh sau khi vượt qua hết các khổ ải của mình. Có lẽ tất cả thế giới bên kia đều tốt đẹp. Nhớ nhá. Ok, còn cô y tá này làm sao đây? Tôi biết tôi xứng đáng phải ở đây, nhưng tôi vẫn không biết mình nên làm gì để cứu họ. Ok. Lần sau thấy khách thấy bệnh nhân đau khổ quá thì cố gắng mà động viên giúp đỡ họ, chứ đừng có mà xử luôn họ ấy nhỉ. Ôi giời đất ơi. Rồi ok, quay trở lại với người gác cổng này. Anh đang hướng tới hư không để cứu con gái của mình sao? Anh có biết cách để tới đó chưa? Dùng súng bảo cô bé này dùng súng bắn vào mình là xong gì đúng không? Chắc là không. Anh thật ngốc nghếch. Tới địa ngục mà không có bất kỳ kế hoạch nào sao? Không thể để anh một mình. Tôi sẽ đưa anh tới dòng sông của Charon. Đó là tất cả những gì tôi có thể giúp anh. Cảm ơn cô. Thôi, không cần cảm ơn đâu. Tôi đang rảnh thôi. Mình không nên đòi hỏi tiếp các bạn ạ. Không thì cô này bỏ đi tự để mình mò mẫm một mình còn chết hơn đấy. Thế nên thôi cứ cảm ơn nhá. Vì vậy đi thôi chứ. Đi thôi. Dẫn đường đi. Người gác cổng. Cô ấy không tỉnh dậy. Cô ấy chết rồi sao? Chưa hiểu lắm. À, thì ra là con quỷ với lại là cô mèo. Cô tỉnh dậy rồi. Ôi trời, tôi đã rất lo lắng đấy. Tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Không có gì ở đây, nhưng cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đây là lần đầu tiên tôi có khách tới thăm. Chả có gì cả các bạn ơi. Cái này tự nhiên như ở nhà kiểu gì bây giờ. Ôi giời đất ơi. Ôi đi vòng vòng vậy. Chán ghê cơ. Khách đến chơi mà chả bày tiệc hay là dọn đồ hay là cho xem cái gì. Ôi giời đất ơi, chả có cái gì. Có chuyện gì sao? Nơi này là ai? Nơi này là gì? Đây chính là hư không. Tôi sinh ra ở đây. Như cô thấy đấy, không có gì ở đây cả. Ok. Cậu là ai? Tên tôi là... ok, thì từ nay mình sẽ... phải tìm hiểu xem cách đọc nó tên là gì các bạn ạ. Yeah, tôi đọc con Nick T đi.
Con quỷ của hư không. Tập sau thì nếu mà mình đã tìm được cách đọc của tên này thì mình sẽ nói cho các bạn sau nha. Ok. Tôi muốn về nhà. Không may thay, cũng không thể thoát khỏi chỗ này. Tôi không thể thoát ra thật sao? Chỉ mỗi tôi có thể thoát khỏi hư không. Nhưng mà giờ tôi không có đủ khả năng để thoát ra. Tôi đã mất cảm giác ngon miệng kể từ khi gặp ngài gấu. Tại sao cậu ăn mọi người? Tôi rất đói. Chà, có lẽ tôi không nên ra ngoài. Sự tồn tại của tôi luôn gây ra rắc rối. Cậu có phải người xấu không? Có lẽ cô đúng. Tôi trở nên mạnh hơn khi tự ăn tuyệt vọng. Khi làm điều này, tôi cảm thấy mình đang biến thành một thứ không phải tôi. Điều gì sẽ xảy ra với tôi? Điều gì sẽ xảy ra với cô? Việc đó khá là phức tạp để giải thích. Tiện luôn thì tao có thể chơi chứ. Chơi gì? Cái trong một căn phòng mà chả có cái gì, chơi cái gì bây giờ? Cho nó đây. À, bộ bao kéo thôi. Trốn tìm cái gì được, kiểu gì bây giờ? Búa bao kéo sao? Thử nào. Búa bao kéo. Búa. Tôi cũng là búa. Rồi, ok, hòa nhá. Búa bao kéo. Kéo. Tôi là búa. Thế mình thua rồi còn đâu. Yay, tôi thắng rồi. May thật đấy. Xong rồi à? Đuổi bắt. Đuổi bắt. Được thôi. Cô là người đuổi. Ấy, chạy đâu? Rồi ôi, nhanh thế. Ngay một cái vòng tròn ở mắt nó sáng sáng các bạn ạ. Không thì mình tịt luôn đấy. Cô tìm thấy tôi rồi. Trốn tìm. Kiểu trốn này thì trốn tìm à. Cô là người tìm. Nhắm mắt nào. Đủ. Để nó trốn thì có khác gì là dầu lá trong rừng không. Ôi rồi ôi. Ôi rồi đất ơi. Đây rồi, nháy mắt là chết rồi. Mày thế. Mình phải mình tưởng mình phải bấm cả màn hình gọi ạ. Tự dưng nó nháy mắt phát thì biết luôn. Xong rồi. Tôi chưa bao giờ vui thế này trước đây. Ta là bạn bè rồi phải không? Tôi muốn hòa đồng hơn à. Tôi muốn hòa đồng hơn như thế nào. Ta cũng vậy. Chúng ta nên chơi gì tiếp đây? Có quả bóng này. Vô lý nhỉ. Chơi đã. Nó có phải là một quả bóng đá? Cô đã từng chơi bóng đá chưa? Tôi nghĩ là rồi. Thật chứ? Dạy tôi đi. Tôi đoán là chúng ta phải đá quả bóng này. Tôi sẽ đá trước. Rồi. Ta đã làm được rồi. Này, tôi đã luôn cô đơn. Tôi chưa từng chơi với người bạn nào như vậy cả. Này thì tôi phải ăn sự tuyệt vọng để sống. Một khi tôi chứa đầy tuyệt vọng, tôi sẽ mất kiểm soát bản thân mình. Tôi thèm món ăn yêu thích của mọi người khi họ ở bên trong tôi. Chúng trông thật ngon. Dù vậy tôi không nghĩ tôi có thể ăn chúng. Tôi sẽ nấu cho cậu. Đấy, nghe cho nó hợp lý gọi ạ. Thật chứ? Cô có nghĩ tôi ăn được đồ ăn? Phù. Đá bóng thật vui. Đù. Cái thằng này. Quả bóng của mình. Này, cậu ổn chứ? Tôi trả bóng cho cậu đây. Trả đi nữa kìa. Rồi, thôi xong phim rồi. Cậu ta bất động rồi. Cậu ta rất thích bóng đá. Ôi rồi, mình cũng bị luôn các bạn ạ. Ôi trời đất ơi. Bóng, bóng. Có lẽ nó là cả kho báu với cậu ta. Quả bóng đá. Có lẽ nó là cả kho báu với cậu ta. Ơ kìa. Hello. Sao nhặt bóng động, nhặt bóng đi. Được rồi, hay mình phải nhờ.
Có thể cậu ta là một anh chàng, ông già hoặc một đứa trẻ. Ở đây, linh hồn có thể ở bất kỳ hình dạng nào. Sự xuất hiện và nánh khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời họ. Dù sao thì nó đã rơi xuống đây thì hẳn là một linh hồn bẩn thỉu. Thế bây giờ mình phải làm gì? Tiếng gầm rít. Cậu đang đói à? Không hề. Tôi đã nhịn ăn được một thời gian rồi. Cô đang thất vọng về tôi phải chứ? Thứ còn lại này là sự tuyệt vọng. Bữa ăn của tôi. Tôi cần nhanh ngăn cậu ta. Nếu không, cậu ta sẽ biến mất. Nhưng tôi đã ngừng rồi. Tôi sẽ không ăn thêm nữa. Giờ tôi đã có bạn. Tôi không muốn biến thành quái vật lần nữa. Cậu có ổn không? Okay. Tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi. Chịu được không? Cậu ta biến mất rồi. Ôi trời ơi, chuyển động bây giờ chậm hơn lần rồi đấy. Cô ổn chứ? Cô nghe thấy tôi không? Ôi trời ơi, thôi xong phim luôn. Tôi biết mà, cô cũng sẽ biến mất. Rồi, ok, chúng ta cùng quay trở lại chú gấu nha. Ok, rồi tập này sẽ kết thúc tại đây thôi. Khá là dài rồi. Và chào các bạn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người.